Vâng. Chào các bạn, đây là cái máng uống mình dùng để uống vịt con. Được thiết kế từ ống 76. Máng này gọi là máng uống tự động. Mình có thể cho vào trong cái lồng uống này. Đấy. Đây là một cái núm uống. Mình đã thiết kế chống lật. Vịt đặt vào đây cũng không thể lật được. À, cái phần cấu tạo bên trong này thì mình đã hướng dẫn các bạn ở clip trước rồi. Nhưng mà rất nhiều người thì chẳng làm được đâu, cứ gọi điện cho mình hỏi mãi thì cũng không làm được. Cuối cùng thì cũng phải bảo mình gửi cho một bộ mẫu, tức là mình làm cho một mẫu này về bắt chiếc. Thì cơ bản là cái máng này, này là một ống nhựa rồi. Cái này ra điện nước mua đâu cũng có nhá, về cắt thiết kế như này cũng có. Còn cái bộ bên trong này thì mình giới thiệu ở các clip trước rồi. Bây giờ mình đã gửi về cho các bạn rồi, nhưng một số bạn lại đến đây rồi không biết làm nào. Đó, thì bây giờ nhá, bạn một số bạn thì đấu thẳng cái dây này vào tét nước, tức là áp lực ở trên nước nó rất là cao, nó nặng quá, nó đè, nó áp lực không thắng được cái áp này thẳng. Thì bây giờ mình làm này đơn giản này thôi. Bạn nào mà không làm được, gọi điện tớ, tớ làm cho cái này tớ gửi cho, được chưa? Thì cái nhựa này nó rẻ thôi, mất thêm tí tiền cước bưu điện nữa. Đấy, thế còn cái này nhá, là tớ thiết kế cái bộ này là chống lật rồi, cái clip trước là chưa có cái bộ chống lật này nhá. Cái này rất là an toàn, vịt gà đạp thoải mái, không bao giờ tuột ra. Thế bây giờ là như này, đường ống tiêu này, nối vào đây. Đấy. Đưa lên một cái xô. Đấy. Mình ở đây mình dùng ngay cái xô sơn. Đấy, cái này này, cái xô sơn hoặc cái xô to các bạn muốn dùng cái loại thùng phi cái gì cũng biết. Nhưng mà các bạn gia công một cái để đút vào đây cho nó vừa. Cái này gợi ý luôn này, lấy cái xăm xe đạp này, xong lấy cái van của nó. Lấy cái van nó, xong là lấy luôn cái giò cao su, cả cái ốc, bắt bên trong bên ngoài vào. Lấy mũi tè ốc quan ra. Đấy, còn đây là cái xô nước bình thường. Cái mặt xô nước này các bạn nếu mà đậy nắp thì nó có sức căng mặt thoáng của nước. Nếu không có sức căng mặt thoáng của nước thì nước sẽ không xuống dưới kia được. Đấy, sẽ không thắng áp lực được cái kia được. Như vậy nhá, các bạn đổ nước vào đây. Đổ nước vào đây cho ngan gà vịt uống. Thì các bạn sẽ phải, một là mở nắp xô, hai là cái nắp xô này các bạn sẽ đục những cái lỗ nhỏ, khoảng hai cái lỗ nhỏ bằng ngón tay thôi. Mình đẩy cũng được để cho con gà ngan vịt nó khỏi cái gì bụi bẩn nó khỏi rơi vào được, nhưng mình đục hai lỗ cho tôi. Đấy. Thế bây giờ mình đổ nước vào đây. Đấy. Thì nước sẽ chảy theo đường ống tiêu xuống đây. Đấy. Sẽ chảy theo đường ống tiêu xuống. Đấy. Các bạn nhìn nước chảy vào đây chưa? Đấy. Như vậy nước đã chảy ra. Đó. Đấy, nước đã chảy ra và nước chỉ chảy đến cữ thôi. Thế này gà, vịt con cứ thò đây uống thoải mái, các bạn uống thoải mái. Kể vịt to thì chúng ta dùng ống 76. Không bao giờ lo hết nước nhá. Các bạn mà lắp thẳng vào tét thì các bạn để cái áp tét có qua một cái giảm áp từ tét xuống, cái áp suất của tét rất cao. Nhưng mà tốt nhất là chỉ cần để cao chênh lệch thôi. Cái độ cao chênh lệch của mình đây này, từ cái máng này đến đây nó cao, nó chỉ chưa đầy 20 phân thôi, trên chốc cái lồng gà này, đấy, có 25 phân thôi. Đấy, nó chỉ cần chênh lệch như thế này là đã chảy được rồi. Thì trên này phải mở nắp. Đấy, nếu các bạn đậy kín nắp đấy, nước không ra xuống được. Đó, không đậy lại mở nắp, hoặc nếu mà có đậy nắp thì phải đục hai cái lỗ nhỏ đây. Đục lỗ để cho nó ấy, để nó có sức căng mà thắng được nó xuống được. Thì chúng ta dùng được. Bạn nào mà không làm được nhá, không thiết kế được bộ này thì alo tớ làm cho. Được chưa? Về nhà xem đúng cái mẫu này về bắt chiếc là nhân ra được cả trại luôn. Đối với gà to gà nhỏ các bạn dùng được hết, tùy từng kích cỡ ống vịt con rồi gà con uống chuồng uống các bạn làm hết. Thế này thì không bao giờ các bạn lo hết nước cả, không bao giờ phải nghĩ nữa. Đấy. Thế này thôi, mình chỉ buộc vào trong lồng nên là cho vịt nó uống thôi. Dùng hai cái dây góp vào đây buộc vào đây. Đấy nhá, các bạn về lắp đúng như mình lắp như thế này. Đấy, lắp đúng như mình lắp mà mình để, nhớ là để cái ống này nó phải bằng phẳng này, như đầu cao đầu thấp. Đấy, khi mình nhâng này, mình nhâng là cái phao nó, cái phao nó ngắt hết này. Đấy, cái phao nó ngắt hết là nước nó không chảy nữa nhá. Tức là cái đầu nước nó phao bên trong nó nổi rồi. Đấy, mình nhả ra đây nước lại chảy về, lại chảy về. Nhưng mà bình thường đây cái ống này mình thiết kế rất là cái cữ nước nó rất là thấp. Nó chỉ tầm này thôi. Nó chỉ chảy một tí thôi, nó không dừng đâu. Mỏ con vịt con uống thoải mái thôi, giờ bị ướt cả. Tầm này con vịt con ngan con chả rơi được vậy. Mà không bị vãi nước ra ngoài. Đó. Đấy, một cái lồng quay như này các bạn uống 150-200 con một cái máng thôi.
Đấy, ở giữa kia là một cái cho nó ăn đó.